Sáng nay, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, năm 2022, thế giới có những biến động lớn. Ở trong nước, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, ngành ngoại giao đã nỗ lực rất nhiều để vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, vừa giải quyết những vấn đề tồn động kéo dài và xử lý các vấn đề mới phát sinh, qua đó giúp ngoại giao trưởng thành, bản lĩnh hơn và tích lũy thêm những bài học kinh nghiệm có giá trị, đó là giữ gìn và phát huy bản sắc ngoại giao, cây tre Việt Nam. Trước những diễn biến tình huống khó khăn, thử thách, cần luôn bình tĩnh, sáng suốt, xử lý đúng đắn các mối quan hệ đối ngoại trên cơ sở kiên định độc lập, tự chủ, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời uyển chuyển linh hoạt đổi mới sáng tạo trong sách lược, thích ứng với tình hình mới, nhạy bén nắm bắt cơ hội, biến nguy thành cơ. Thứ hai là tăng cường dự báo tham mưu đối ngoại, đánh giá đúng tình hình để luôn giữ thế chủ động trước những diễn biến nhanh phức tạp của tình hình. Thứ ba, luôn coi trọng xây dựng chỉnh đốn đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ trong ngành ngoại giao, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, tăng cường kiểm tra giám sát.